mình họp mặt coi như là cũng gần đông đủ nha mấy anh em nha. Đây là mẹ mình ha. Đây bữa nay bà nữ đây ra bà này, bà gửi qua bên đây nè, là đưa má 2 triệu rồi. Đi vòng đi vòng có chia 6. Bây giờ con lì xì cho má 500 mà năm mới chúc má nhiều sức khỏe. Đừng sống lâu với con cháu. Nè con tiền đi chi, chị trợ chị ba lì xì 2 triệu đưa mấy ngày nay rồi. Bây giờ con lì xì má 500 nè, bây giờ chúc mừng cho con mùa mai bán đất tiền vô như đứa. Bán 500 đâu. Phạm Thánh Tiền, đây mở ba gửi về lì xì cho con Bảo Trâm, hai anh em nó 1 triệu. Đó. Bà. Trời ơi, hôm nay vô dữ lắm rồi. Trang đâu? Ba con vô. Đó, vô luôn. Trời ơi, dữ lắm tiền rồi. Vô luôn. Rồi mấy em đâu? Đi xì bà nội. Trời ơi, đó bà sáu là già. Tết nay mà bả lì xì không có trăm chai luôn, ngự chai 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 đó. Trời ơi, chào. Tiền, tiền mà cầm một cây. Có con đâu? Chị ba gửi về cho các con đi. Con đâu? Con việc đâu? Hồi mai là thứ 2 triệu rồi. Đấy của thằng Thiền 2 triệu. Tóc cho con nè. Hả thầy? Cái gì vậy? Bây giờ con nữa nè. Cái này là... Còn nhiều thế. Cô Sáu. Năm mới con lì xì má. Rồi con chanh. Rồi con chanh mi rồi lắm. Mua bánh ăn nha. Trên mi không có tiền hả? Má nhiều sức khỏe. Trên mi không có lì xì hả? Trời ơi. Rồi trên mi không có tiền hả? Thì cho con. Vậy thôi bà lì xì cho đứa 50 đây. Mẹ. Còn ai sót nữa cho ta lên. Còn trên mi chơi. Quá trời mấy đứa ngồi đây. Còn trên mi nữa. Mày đạp cho mày. Đấy, hồi này em bé hả? Em bé hả? Trang ơi, kêu hết chị, hết em, hết út kìa. Rồi con ngủ rồi. Sáng lì xì cho con. Rồi tôi đâu? Trời gái, đủ nãy giờ lì xì còn sót tôi mà. Đây, bà Sáu đại gia nha. Đủ rồi còn ngồi cả. Đủ tí nè. Ở đâu có chưa? Ở châu có chưa? Châu rồi mà. Châu cho chơi châu. Châu cho mày chơi châu. Bệnh bệnh cho chưa? Thôi 50 thôi con gái ơi. 50 thôi, 50 thôi. 500 mày. Có nhiêu để xì nè cho con. Thôi 50 thôi. Rồi bà tới bà Năm đại gia, tôi đâu? Trời ơi, tới bà Năm đại gia nè. Trời ơi, trời ơi. Tết mà tiền khác như là bánh bài mà. Tết mà tiền khác như bánh bài mà cái bồ chung á. Dạ tôi đâu? Nè, bà nào ông ấy. Bà ấy chứ hả? Tôi đâu? Tôi lớn rồi. Trời Phật ơi, ta em mà. Đây. Trời đây. Bà Năm đại gia đây. Đó. Quá trời quá đắt rồi. Dữ lắm rồi. Giờ thiếu năm rồi, sẽ bây giờ tới chúng năm à. Rồi, thiếu năm đâu, chúng năm đâu rồi. Đó.
Đó, đúng lắm rồi. Quá trời luôn. Rồi, tới cầu năm luôn. Thôi khỏi không đây. Thôi khỏi đây. Thôi. Đủ tiền móc cho một cây. Thôi khỏi. Giúp lại đó đâu. Thôi dẹp dẹp. Nào 1.000 miễn bạc. Thầy cho 200. Trời ơi. Rồi đứa nào dưới 1 mét đò đi vô nãy mét đâu. Ra liền 1 mét. Mấy đứa ngủ đâu kêu nó dậy là. Đứa nào dưới. Rồi hết chưa? Thôi nha, trên mét là nói nha. 200. Quá rồi. Hùng bật bật đi. Rồi hết rồi đó nha. Rồi đứa nào dưới 1 mét. Rồi hết rồi đó. Ủa nãy liền chì máy chưa? Chưa, đủ chưa, con cháu đủ. Hả? Rồi con ơi. Rồi bây giờ nè, bây giờ mấy đứa bu vô lì xì lại bà nội nè. Rồi vô đây. Rồi. Má ra ngồi đây. Ngồi cái hả? Ai lì xì cho bà nội ngoại. Rồi giờ tới mấy đứa vô lì xì cho bà nội nè. Bu vô con. Nãy giờ cho mày lấy tiền nha, bây giờ ói da nè. Đó. Ói lại. À. Đây cháu nội nè. À. Đây cái vụ này đâu có lỗ đâu trời. Còn sáu mới cho 200 lì xì đã bà nội hết rồi trời. Rồi. Hết rồi. Đây. Nhớ giữ chữ cho bà cào nha. Rồi, tao đâu mày? Đây là chiều cao ấy. Rồi chưa? Trên mấy mốt. Đây em lại lì xì cho bà nội nè. À, lại lì xì cho nội con. Lì xì mấy đứa nào dưới mấy mốt. Đứa mày, đâu có mấy đứa đâu. Đây, trên mi lì xì cho bà nội chưa? Tao nãy giờ tao quay sớm camera chưa thấy luôn á. Được chưa? Con Châu lì xì cho bà nội chưa mày? Ông Tính lì xì cho má chưa? Nãy mày đứng mày quay tao quay lại camera đàng hoàng. Chưa có đó. Ông này lì xì cho má chưa? Không qua rồi. Có không ạ? Trời ơi, hai cha con lì xì. Rồi rồi, tấu lại quay phim tới tao lì xì cho bà nội coi tấu. Quay máy tao nè. La ôm rầm nãy giờ nha. Năm mà lẻ quá trời. Chắc chưa nha. Trời ơi, tao quay phim tao lì xì cho mày không quay phim nhất. Lì xì cho má nha. Gom từ nãy được 500 vợ. Lì xì má 500. Lên 500. Để dành. Là nãy giờ gom từ đầu tới cuối rồi cái đó đưa lại cho má đó. Có nghĩa là giờ ok rồi đó. Rồi. Ai đó ai đó. Anh nào ông Tám bị trúng dịch. Hiểu rồi. Hiểu. Xì cho má thôi. Rồi xong. Trời ta làm thủ tục nghe bằng giữa đàng hoàng với ai ngồi đây. Rồi dạ. Sao em lại tới tuần quay. Sao em lặng quá vậy chú bác? Bây giờ qua năm bây giờ phát dịch cho mần già đi. Tự nhiên lúc cái tai nghe. Đó. Đây. Đó, cầm một cặp tiền đó mà đây là con. Con ai cũng có chứ. Đây con dâu. Con. Đây con cháu nè. Đó. Cháu đông nóng lạnh chưa? Cái này là chưa có đủ rồi đó nha, còn thiếu đó. Còn 50% vậy nữa. Cái này mới có 50% đó, còn 50% nữa. Rồi lấy bia đây, lấy bia. Rồi vô. Quá trời đông rồi, dữ lắm rồi. Con Trinh con mấy chưa lì xì cho tao nha. Con dân Sài Gòn chủ vựa ốc rồi thì hội tá là mình chưa lì xì cho mình. Anh Tú nè, giám đốc công ty về gia tập đoàn lớn của Hàn Quốc nữa nè. Trời quá trời quá. Con này anh Bình nè, chủ nông trại vườn rau, vườn
vườn dừa rồi vườn rau cà lách son gì đó tá lạ. Còn ông này là chủ gì? Còn này nè, chủ nợ nè. Chủ rồi nè. Giờ quay phim, anh thị thị cho mày 5 thị. Lấy ra cầm đứa làm nè, cầm đứa làm. Anh đứng lì xì cho em 5 thị, anh mua bánh ăn. Này là giám đốc của một doanh nghiệp lớn ở Sài Gòn nha. Có. Đây nữa nè. Đó, đầu nó lên lì xì lũ khủ luôn nè. Đúng lắm rồi thôi, nay vô tiền cứ lắm vô. Rồi, chút xíu mình quay nữa và kết thúc đây.